Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Commenter. Mình biết ở trong cái phân khúc giá trên 20 triệu đồng thì rất nhiều bạn luôn hướng tới các laptop dành cho doanh nhân, mặc dù chỉ là sinh viên hoặc học sinh thôi, bởi vì các cái mẫu laptop dành cho doanh nhân ấy, thứ nhất là mức độ bảo mật tốt và cái thứ hai đó chính là phần thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Thì ở đây mình đã có một dòng laptop HP Envy 13. Các bạn chỉ cần nhìn cái phần logo HP để cách điệu thôi cũng đã thấy đây là một dòng laptop rất cao cấp đến từ HP rồi. Tuy nhiên, cái mức giá một phiên bản mình đang có ở đây thì có mức giá tương đối dễ chịu, chỉ từ 22 triệu đồng mà thôi. Vậy thì với 22 triệu đồng bỏ ra thì các bạn sẽ có những gì? Thì đầu tiên, mình sẽ nói về phần thiết kế. Thì trong phân khúc giá này, và đây là sản phẩm cao cấp đến từ bên phía của HP, thế nên thiết kế được làm full kim loại luôn, kể cả mặt A, mặt C, mặt D đều được làm từ kim loại. Và ở phần mặt B không phải làm từ nhựa đâu, ở phần mặt B này sẽ được một lớp phủ kính như này. Thì về cơ bản ấy, các bạn sẽ nghĩ cái lớp phủ kính ở trên màn hình, thì mình đồng ý một điều là cái hình ảnh của bạn khi mà ra cái môi trường ánh sáng phức tạp ấy thì nó sẽ bị phản chiếu lại. Tuy nhiên, về cái trải nghiệm sử dụng khi sử dụng ở trong môi trường trong nhà thì mình thấy ấy, cái độ nổi khối của màn hình này rất tốt. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái mẫu màn hình này để làm việc, để giải trí, hay thậm chí là có thể làm đồ họa nhẹ nhàng hay là đến tập trung thì cũng được. Và ngoài ra, nếu như bạn nào mà phân vân việc mang ra ngoài nắng sử dụng thì nhìn có rõ hay không, thì mình xin khẳng định lại là nhìn rất rõ luôn, nhưng mà cái gương mặt của bạn sẽ bị phản chiếu. Cái này thì mình có thể chấp nhận được. Rồi, thì chuyển đến cái phần bên dưới là phần bàn phím, phần trackpad. Thì mình sẽ nói trước về phần bàn phím. Thì layout phím vô cùng hợp lý, các phím bấm gõ khá ok, mình dùng để gõ ăn bản thì không vấn đề gì cả. Có một điều thì mình chưa thích cái mẫu bàn phím này lắm, đó phím control nó hơi bé một chút, mình hay bấm độ nổi phím function. Thì mình mong là ở phiên bản tiếp theo thì HP có thể làm phím nó to lên một chút. Rồi, thì mình sẽ nói đến phần đặc biệt ở trên cái mẫu laptop này. Đây, để mình cầm lên cho các bạn dễ nhìn hơn. Cái phần trackpad này này, các bạn nhìn đây, bạn nghĩ nó là một cái phiên bản gọi là một lớp skin dán lên đúng không? Nhưng không, đây là một lớp gỗ thật được phủ lên luôn. Kể cả phần trackpad này cũng làm từ gỗ. Còn phần bên ngoài này, đây là phần cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay thì đương nhiên nó không được làm từ gỗ rồi. Cái này chỉ HP chỉ sơn lên cho nó giống màu thôi. Thì về trải nghiệm sử dụng của mình thì Zee không có bất kỳ một vấn đề gì cả. Cái Zee hoàn toàn tốt, nó giống như một cái trackpad bình thường thôi. Thì nếu như bạn là một người thường xuyên ra mồ hôi và dấu vân tay thì Zee trên cái trackpad này thì vẫn hoàn toàn ổn, mà không vấn đề gì xảy ra cả. Và cái đây được làm từ gỗ thật, thế nên mỗi một cái mẫu laptop ấy thì cái họa tiết hoa văn nó sẽ khác nhau. Tức là các bạn mua một mẫu laptop HP Envy 13 về nhưng mỗi người sẽ có một kiểu khác nhau. Và tùy từng phiên bản màu sắc thì nó sẽ có cái loại gỗ khác nhau. Ví dụ như bạn chọn phiên bản màu trắng hoặc màu sữa ấy, thì gỗ sẽ là gỗ bạch dương. Còn đối với những bạn mà chọn mua cái phiên bản mà màu giống như mình ở đây sẽ là gỗ ốc chó. Đúng rồi, gỗ ốc chó đấy. Và rồi thì mình sẽ nói thêm một chút về phần loa. Loa của cái mẫu laptop này rất to, 4 loa, 2 loa bên dưới và 2 loa bên trên. Thì khi mình nghe nhạc ấy và mình giải trí chơi game thì mọi thứ hoàn toàn ok, không vấn đề gì để phàn nàn cả. Hay là để mình cho các bạn nghe thử các đoạn âm thanh xem chất lượng của bộ loa này có đúng như mình nói không nhá. Rồi, các bạn thấy thế nào? Mình không nói phét đúng không? Mẫu loa này nghe rất tốt luôn. Mình nghe nhạc bằng cái mẫu laptop này hoàn toàn ok. Tiếc rằng đây là sản phẩm để mình review cho các bạn chứ không phải mẫu laptop của mình. Chứ nếu mà mẫu laptop của mình nhá, mình nghe nhạc thường xuyên luôn. Nếu như bạn là một người kiểu buổi trưa ở văn phòng không biết làm gì thì đây, một mẫu laptop này để nghe nhạc hoàn toàn ok. Và màn hình này thì sẽ đáp ứng được các nhu cầu của bạn khi mà kích thước của nó sẽ là 13 inch, không quá to mà cũng chẳng nhỏ. Và độ phân giải là Full HD cùng với nó là tấm nền IPS cho góc nhìn cực kỳ tốt. Rồi chúng ta sẽ chạy nhanh đến phần cổng kết nối. Thì đây là một mẫu laptop dành cho doanh nhân, và kích thước của mẫu laptop này cũng rất mỏng và nhẹ, thế nên cái phần cổng kết nối nó cũng gọi là vừa đủ thôi. Khi mà ở bên cạnh phải sẽ có một cổng sạc, một cổng USB Type-A dạng ngang, một khe thẻ SD. Thì cái này thì tùy người, có người thích có người không thôi, nhưng nếu là mình thì mình cũng không quan tâm cho lắm. Còn sang bên cạnh trái, bạn sẽ có thêm một cổng USB-A nữa ở dạng ngang, và đặc biệt đó chính là một cổng USB Type-C hỗ trợ sao đúc Thunderbolt 3. Tức là nếu như các bạn mà làm chẳng may là mất cục sạc ấy, hoặc là mang tới chỗ làm mà quên không mang sạc, thì có thể mượn được một cục sạc của một ai đó hỗ trợ cổng sạc qua cổng USB Type-C cắm vào, thế là xong, câu chuyện giải quyết rất dễ dàng. Và ngoài ra, nếu như bạn cần xuất ra nhiều màn hình hay cần nhiều cổng kết nối hơn thì mua các hub chuyển đổi cắm vào cổng USB Type-C hỗ trợ sao đúc Thunderbolt 3, thế là mọi chuyện được giải quyết. Cấu hình của mẫu laptop này theo như mình thấy là khá ok. Khi mà CPU được trang bị là CPU Core i5 10210U 4x8 luồng,
8GB RAM, 512GB SSD. Tức là đây là một cấu hình các bạn mua về và dùng luôn, không nhất thiết là phải nâng cấp thêm để làm gì cả. Để đủ lấy nhu cầu là các bạn làm những công việc bình thường như là Photoshop này, Word, Excel. Thì ok, bây giờ mình sẽ test thử qua một chút. Và đầu tiên mình sẽ test qua một chút với PowerPoint. Thì các đoạn văn bản, nếu như bạn nào mà thích kiểu chỉnh chiếu mang đến cho sếp hay là mang đến để chỉnh chiếu nhân viên để kiểm chỉnh như vậy. Rồi thì mình sẽ chuyển nhanh một chút đến phần Photoshop. Thì mình khuyên ấy, nếu những bạn nào mà lựa chọn cái mẫu laptop này để làm Photoshop thì chỉ nên dừng lại ở cái mức gọi là thiết kế cho có thôi, gọi là để chữa cháy. Chứ còn nếu mà sử dụng cái mẫu laptop này mà trong để thay cho cái máy thiết kế của các bạn luôn thì mình nghĩ cũng không nên đâu, bởi vì cấu hình của laptop này nó cũng không cao. Cuối cùng đó chính là cái phần thời lượng pin. Thực sự thì mình không quá ấn tượng với thời lượng pin của mẫu laptop này khi mình xét độ sáng ở 75% và chỉ sử dụng mỗi wifi để lướt web các thứ thôi, thì thời lượng pin nó sẽ rơi vào khoảng độ gần 6 tiếng rưỡi. Nếu như bạn nào sử dụng nó hardcore một tí, độ sáng để 100% này, hay là làm thêm một số các ứng dụng khác nữa, Photoshop này, hay là giải trí nhẹ nhàng, thì nghĩ pin nó sẽ còn thấp đi nữa. Thế nên nếu như những bạn nào mà mang cái mẫu laptop này đi làm việc nửa ngày thì không sao cả, còn nếu mà mang đi làm việc cả ngày thì nên cầm ra cục sạc. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo kiểu mang đi nó nặng nề, bởi vì cái cục sạc của mẫu laptop này nó chỉ có 65W và kích thước cũng rất nhỏ thôi, mang đi mang lại cũng không gặp vấn đề gì cả. Ok, vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Hãy bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình qua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.